Ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh đến làm việc liên quan đến đơn tố cáo của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng với bà này về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào sáng nay tại phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh. Vài ngày trước, ông Tuấn cũng có đơn gửi tới Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh xin cho mẹ ông là bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại. Ông Tuấn cho rằng mẹ ông phạm tội lần đầu, có nơi ở rõ ràng, có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện. Ông Tuấn cũng cam kết là bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có mặt theo đúng thời hạn, địa điểm ghi trong giấy mà cơ quan chức năng ấn định và chấp hành đầy đủ các quy định về tố tụng. Ngày 23 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vợ giết chồng, giấu xác dưới ao gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo đó, bị cáo Sơn Thị Hồng, 46 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, Sóc Trăng, bị đưa ra xét xử về tội giết người. Lê Kim Hiền, 54 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, bị xử về tội che giấu tội phạm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồng 14 năm tù, bị cáo Hiền 1 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, năm 2018, Hồng gặp và sống như vợ chồng với ông Lê Văn Tính, 46 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, Tây Bắc, nhưng không đăng ký kết hôn. Một năm sau, giữa hai người có con chung. Trong quá trình chung sống, Tính thường hay ăn nhậu say xỉn đánh đập bà Hồng. Tối ngày 20 tháng 10 năm 2021, sau khi nhậu say về nhà, Tính lại kiếm cớ gây sự. Trong cơn nóng giận, Hồng chém một nhát trúng vào phần cổ bên trái khiến Tính nằm gục xuống nền nhà. Một lúc sau phát hiện Tính đã chết, Hồng kéo thi thể ra bụi chuối cạnh ao phía sau, cách nhà khoảng 10 mét, rồi lấy chiếc chiếu đậy thi thể lại. Sau đó Hồng trở vào nhà dùng vòi nước xịt dọn rửa sạch hết dấu máu dính trên nền nhà để xóa hết dấu vết. Rạng sáng hôm sau, Hồng lấy khung sắt buộc vào thi thể rồi đẩy dìm xuống ao nước. Để tránh bị phát hiện, Hồng lấy chiếu và nhiều vỏ bao xi măng, gạch ống vứt xuống ao nhằm che đậy thi thể. Lo sợ vụ việc bại lộ, đầu tháng 12 năm 2021, Hồng gọi điện báo cho bà Lê Kim Hiền, chị của Tính, là mình đã giết chết Tính rồi dìm xác xuống ao nước cạnh nhà. Do có bất hòa với Tính, lại có ý muốn chiếm đất của em trai, nên bị cáo Hiền đồng tình với Hồng, không trình báo công an. Tối ngày 23 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai xác minh vụ một người tử vong bất thường bên trong tiệm spa tại khu phố 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, một người đến tiệm spa phát hiện chị H, 41 tuổi, chủ tiệm nằm gục dưới nền nhà nên báo cho cơ quan chức năng. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an xác định chị H tử vong với nhiều vết thương và có một số đồ đạc bên trong tiệm bị xáo trộn. Theo điều tra, công an xác định đây là một vụ án mạng. Sau khi gây án, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường. Tích hợp địa điểm có nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận lên bản đồ số và ứng dụng du lịch để du khách người dân dễ dàng tìm kiếm khi có nhu cầu. Hay đầu tư xây mới, cải tạo và nâng cấp các nhà vệ sinh công cộng đã xuống cấp để đáp ứng nhu cầu của người dân là những giải pháp quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang làm. Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận Phạm Bảo Toàn cho biết, hiện nay trên địa bàn quận có 13 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, khách đi đường. Trong đó có 7 nhà vệ sinh công cộng tại các chợ, công viên và 6 nhà vệ sinh công cộng tại các cửa hàng xăng dầu, siêu thị. Bên cạnh đó, quận Phú Nhuận đã vận động 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các tuyến đường lớn, các khu vực đông dân cư, tạo điều kiện hỗ trợ du khách người đi đường được sử dụng nhà vệ sinh miễn phí. Để kịp thời cập nhật vị trí các nhà vệ sinh công cộng hoặc các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nhà vệ sinh cho khách du lịch sử dụng miễn phí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng đã chỉ đạo quận đoàn Phú Nhuận và các đơn vị liên quan thực hiện việc tích hợp địa điểm có nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn quận lên bản đồ số và các ứng dụng du lịch một cách sớm nhất. Ngoài ra, quận Phú Nhuận kiến nghị Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tích hợp thông tin, vị trí để du khách, người dân thuận tiện trong tra cứu và tiếp cận các khu vực có nhà vệ sinh công cộng gần nhất khi có nhu cầu.
Phần lớn các chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh đang rệu rã do không được đầu tư nâng cấp và phải đối mặt với tình trạng tiểu thương rút dần vì khách hàng thưa thớt. Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh được xếp vào top 10 chợ truyền thống được yêu thích nhất nhờ mặt hàng đa dạng, giá cả phải chăng, tiểu thương vui vẻ, thân thiện. Tuy nhiên, từ sau dịch Covid-19 đến nay, bên trong nhà lòng chợ điều hiu, nhiều sạp hàng bỏ phế. Tương tự tại quận Gò Vấp, hiện có 5 chợ, nhưng chợ nào cũng chỉ hoạt động 50% công suất. Hạ tầng xuống cấp dơ bẩn. Sau khoảng 30 năm đưa vào hoạt động với hơn 300 sạp, chợ Tân Sơn Nhất nay vắng vẻ, nhiều sạp treo bảng cho thuê. Chợ Bến Thành quận 1 hiện có 1.300 trên 1.437 sạp đang hoạt động, nhưng số lượng khách hàng đến mua sắm giảm từ 30% đến 40% so với thời điểm bình thường. Còn tại chợ Tân Định quận 1, các khu vực bán hàng khác trong cảnh xuống cấp sập xệ tương tự. Tiểu thương tại chợ Tân Định cũng giảm, hiện có 895 trên 1.013 sạp hoạt động. Lượng khách hàng mua sắm giảm khoảng 30%. Từ thực tế trên, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét có cơ chế hỗ trợ các quận huyện trong công tác cải tạo, nâng cấp chợ truyền thống thông qua việc phân bổ, điều tiết dự toán ngân sách cho các quận huyện. Bên cạnh đó, để các chợ truyền thống tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, các sở ngành địa phương cần tiếp tục tăng cường xử lý đối với các điểm bán hàng tự phát xung quanh các chợ, xây dựng kế hoạch sắp xếp bố trí các khu buôn bán hợp lý thuận tiện, nêu cao ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của tiểu thương. Lionel Messi đã ghi bàn thắng thứ 800 trong sự nghiệp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia khi siêu sao 35 tuổi ấn định chiến thắng 2-0 của tân vô địch thế giới Argentina trước Panama trong trận giao hữu ở Buenos Aires. Theo Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế, Messi là cầu thủ thứ hai từng đạt cột mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp sau Cristiano Ronaldo, siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha, ghi bàn thắng thứ 800 vào tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, vẫn có mâu thuẫn giữa các nguồn thống kê khác do sự phân loại các bàn thắng chính thức được ghi trong các giải đấu chính thức. Trong đó, huyền thoại quá cố người Brazil Pelé tuyên bố đã ghi được hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp của mình. Mục tiêu khác của Messi lúc này là ghi 2 bàn nữa trong trận giao hữu tiếp theo của Argentina với Curaçao vào thứ 3 để anh chính thức cán mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Số lượng vệ tinh trên quỹ đạo thấp của trái đất đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2019 khi công ty SpaceX của Mỹ tiến hành vụ phóng chùm vệ tinh quy mô lớn lần đầu tiên gồm hàng ngàn vệ tinh. Với mỗi vệ tinh mới xuất hiện trên quỹ đạo thấp của trái đất, nguy cơ va chạm với một vật thể khác quay quanh trái đất càng gia tăng, dẫn đến nhiều mảnh vỡ hơn. Điều này có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền. Theo đó, các vụ va chạm liên tiếp xảy ra tạo thành các mảnh vỡ nhỏ hơn nữa, bổ sung vào đám mây rác vũ trụ đang phản chiếu ánh sáng trở lại trái đất. Theo các chuyên gia, tình trạng ô nhiễm ánh sáng gia tăng tác động về mặt tài chính và khoa học của một đài thiên văn lớn. Qua mô phỏng, các nhà thiên văn xác định đối với đài thiên văn Vera Rubin đang được xây dựng tại Chile, phần tối nhất của bầu trời đêm trong thập niên tới sẽ sáng hơn 7,5% so với hiện nay, đồng nghĩa số lượng sao mà Vera Rubin có thể quan sát được sẽ giảm 7,5%. Điều này khiến quá trình khảo sát của đài thiên văn này phải kéo dài thêm gần một năm, gây tốn kém 21,8 triệu đô la Mỹ. Một hậu quả khác chưa thể tính toán được do bầu trời đêm sáng hơn đó là những hiện tượng thiên văn mà nhân loại không bao giờ quan sát được. Không chỉ ảnh hưởng đến các quan sát thiên văn, bầu trời đêm sáng hơn còn đe dọa mối quan hệ cổ xưa giữa con người và bầu trời đêm.